Ôi, bữa nay nấu cái gì mà bí mật mà đậy lại vậy ta? Ủa sao nay em nói là nấu có cơm bánh tráng mà. Hôm bữa Ni tậu được cái bộ mini này về nè mọi người, quá là dễ thương luôn á. Giờ Ni sẽ nấu thử để sau này bánh mì ra đời sẽ chơi cùng bánh mì. Bữa cơm hôm nay á, Ni sẽ nấu 3 món: canh chua nè, trứng chiên và cuối cùng là cải thìa xào nha. Ni sẽ nấu canh chua trước. Đầu tiên á là tiền đâu? Đầu tiên á là phi tỏi cho thơm. Hồi nhỏ mọi người ai dưới quê chắc cũng có chơi nhà chòi rồi đúng không? Chơi nhà chòi là chơi nấu ăn, mà hồi xưa làm gì có đồ thiệt như vậy để nấu. Hồi xưa là nấu bằng nhựa không á, là đồ chỉ để tượng trưng thôi chứ đâu có nấu được đâu. Mà hồi xưa mấy đứa cùng xóm á, có khi lấy đất sét ở dưới sông rồi đem lên nắng nắng cái lò cái nồi, xong rồi đem ra phơi nắng cho nó khô cứng lại, nấu được vài lần là nó nứt à. Còn bây giờ á thì cái gì cũng có, như là cái bình nước này nè, tưởng đâu á là bơm không được, ai dè bơm ra nước như bình nước thiệt luôn á. Quá trời quá đất cái bộ này rồi, Ni chơi mà Ni mê luôn á. Mà cái này cũng hay rồi nha, vài bữa nấu ăn bằng bộ này đảm bảo số ký mọi người sẽ được đi xuống, còn tiền tiết kiệm sẽ nhiều lên. Tiền tiết kiệm đó lấy tiền để mua vàng, mà quên, hiện tại giá vàng lên con số kỷ lục luôn rồi đúng không mọi người? Nghe nói là hơn 8 triệu chỉ rồi đó. Định mua vàng cho bánh mì mà nghe nói giá lên quá. Anh nào mà giờ cưới vợ mua vàng chắc cũng nặng rồi nha. Mà nấu món đồ mini này á, lát ông Huy cũng ăn, ông dễ rửa nữa. Ni á thì Ni thích nấu ăn thôi à, còn dọn dẹp rửa chén á thì để ông Huy cũng lo. Lấy chồng quá có lợi đúng không mọi người? Bà nào chưa có chồng á thì lấy nhanh đi nha. Mà thôi, nói giỡn thôi nha, chứ lấy xong sau này có chuyện gì á lôi Ni ra đổi thừa, lúc đó Ni không có chịu trách nhiệm đâu nha. Mà cho em hỏi cái, có bầu mấy chị có thèm ăn món gì không? Chứ tới thời điểm hiện tại á, Ni chỉ thèm mỗi trà đường thôi, phải uống trà đường xong ăn cơm mới ngon. Món ăn á thì không biết thèm cái gì luôn, bởi vì cũng khó cho ông Huy. Mỗi lần á ông Huy hỏi em muốn ăn gì là y như rằng ông biết câu trả lời luôn á, ăn gì cũng được. Cái câu ăn gì cũng được là phải kể một sớ danh sách ra rồi chọn một món trong cái sớ đó mọi người. Nói gì thì nói chứ còn hơn 5 tuần nữa là nằm ổ và chào đón bánh mì yêu của hai vợ chồng rồi đó. Lần đầu làm ba làm mẹ mọi người không biết sao chứ hai vợ chồng thích lắm, mà cũng hồi hộp lắm luôn á. Có nhiều cái áp lực nhưng mà cũng có động lực để hai vợ chồng cố gắng. Chị nào đi trước cho Ni hỏi với nha, trước khi sanh á mấy chị chuẩn bị gì vậy? Ví dụ như là quần áo cho bé thì mua khoảng nhiêu bộ là đủ? Em tìm hiểu mà càng tìm càng rối, chuẩn bị gì thì cũng phải chuẩn bị tiền đúng không? Mà nghe nói nuôi em bé tốn tiền lắm. Còn cái bộ đồ chơi này, à không phải, còn cái bộ nấu mini này nè, thì cái gì nấu cũng được trơn á, nấu canh chiên xào gì đó. Ni đang chiên trứng cút nè, quá chừng dễ thương luôn hen. Không biết lát ông Huy có nở ăn không đây. Rồi món cuối cùng là Ni sẽ xào cải thìa. Mà cái đồ mini này nấu nhanh lắm mọi người, chưa đầy 5 phút nữa là nó chín rồi. Nấu nó cũng thơm, nhìn cũng ngon, không có kém gì đồ lớn đâu nha. Cuối cùng thì bữa ăn mini cũng xong, dọn ra kêu ông Huy ăn thôi, coi ông phản ứng ra sao nha mọi người. Ăn cơm chồng ơi. Ôi, bữa nay nấu gì mà bí mật mà đậy lại vậy ta? Để coi coi. Ủa sao nay em nói là nấu có cơm hoành tráng mà. Ủa trời ơi, một bữa cơm ba món mà không hoành tráng. Trời ơi, món canh nè, món xào nè, món mặn nè mà không hoành tráng. Trời ơi, quá trời hoành tráng. Đây đây, mọi người coi nè. Đúng là có canh, ấu lọc, có xào nè. Rồi canh chua canh quá. Cái này là trứng, trứng cút quá. Trứng nè. Rồi trứng cút la đó. Ôi, trứng cơm bự quá ta. Chén này của vợ, của chồng cho, chồng chồng là Nam Nhi cho chồng chén bự đó. Mà cả nhà ăn cơm. Mà cả nhà ăn cơm nha. Ngon. Dạ ăn ha. Trứng cơm gì vậy? Hết rồi. Ủa? Gì vậy? Thì nhiêu đồ ăn đây thì nhiêu cơm đây thôi à. Nấu có nhiêu đó à. Dạ. À, hết rồi. Ăn gao đỡ đi. Ăn gao đỡ cho nó no. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thì tình đó. Mình tưởng đâu nấu chơi đồ ăn nhỏ nhưng mà có đồ ăn nhiều chứ. Thiệt mà, bữa cơm nhiêu đó thôi được rồi. Tiết kiệm tiền sắm vàng. Vàng giờ lên lắm á. 8 triệu mấy chỉ gì đó. Chồng ăn rồi nhín 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 nè. Tự dưng hỏi nó no hả? Nó chưa? No quá. No à? Dạ hả? Thấy no chưa nghe? Chắc chưa? Đang quá thì nhiều. No quá chẳng hết nổi. Ủa? Sao nãy chồng nói chồng no mà? No gì?
Nè cái đồ ăn là chút ác nè nè. Mỹ đồ no vậy hả? Anh phải kiếm cái cây hành ăn thêm đó. Dạ ăn thêm không? Nói rồi, tao nói no rồi. Bữa cơm ba món mà ăn không no nữa chị. Đúng là bữa cơm thịnh soạn thiệt. Mà có chút ít kìa không? Rồi, thì cảm ơn mọi người đã cố gắng xem clip của vợ em nấu những bữa ăn rất là thịnh soạn luôn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.